thưa quý vị, chúng tôi xét thấy toàn thể quý ông đạo cũng tạm ổn định vị trí. Giờ đây chương trình thuyết giảng bắt đầu tiến hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương các cấp và các ban ngành đoàn thể. Kính thưa ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ. Kính thưa ban trị sự xã, phường, thị trấn. Kính thưa toàn thể quý ông bà cô bác và anh chị em hiện diện kính mến. Kính thưa quý vị. Kính thưa quý quan khách cùng toàn thể dư đồng đạo kính mến. Thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin gửi đến chư quý vị lời chào mừng nồng nhiệt, lời thăm hỏi sức khỏe, lời chúc phúc tốt đẹp nhất của ban tổ chức chúng tôi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 21 tháng 9 năm Nhâm Dần. Trong bầu không khí hân hoan của buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin thông qua nội dung chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay như sau. Chương trình gồm có 3 phần. Thứ nhất, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, nghi thức tôn giáo. Phần thứ hai, phần nội dung đọc diễn văn khai mạc, đọc bài sứ mạng của Đức Thầy và đọc một đoạn sám giảng của Đức Thầy thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Phần thứ ba, phần bế mạc, đáp từ bế mạc, nghi thức tôn giáo bế mạc. Kế đến là phần cúng cơm và cầu nguyện cho người quá giảng, tức là nội tổ của đồng đạo Nguyễn Nhân Thời. Và cúng cơm và cầu nguyện xong, gia đình kính mời quý quan khách và đồng đạo dùng bữa cơm thanh đạm cùng với gia đình. Đó là toàn bộ nội dung chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Kính thưa quý quan khách cùng toàn thể chư đồng đạo kính mến, chúng ta đã là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì ai cũng biết hoài bão lớn lao của Đức Tôn Sư kính yêu là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Để thực hiện điều này, Đức Thầy cho biết chiếc một ngọn lưỡi này một tấc đem đạo lành ban rải nơi nơi, mãn chờ trong ba tánh thảnh thơi khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Đem đạo lành ban rải nơi nơi là thực hiện chương trình đạo sự của ban trị sự trung ương và là thực hiện lời dạy của Đức Thầy kính yêu. Thế nên căn cứ luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, căn cứ hiến chương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và chương trình đạo sự của ban trị sự trung ương nhiệm kỳ 2019-2024, căn cứ đề nghị thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Thạnh Mỹ ngày 16 tháng 10 năm 2022, ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thống nhất theo đề nghị của sự của phân công giáo lý viên đến thuyết giảng giáo lý do ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ tổ chức, thời gian từ 7 giờ đến 11 giờ Chủ nhật ngày 16 tháng 10 2022, nhằm ngày 21 tháng 9 Nhâm Dần. Địa điểm tại nhà ông Nguyễn Nhân Thời thuộc ấp Lân Quế 1, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Căn cứ quyết định của cơ quan chức năng về việc tạo điều kiện cho ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Thạnh Mỹ tổ chức thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo theo nhu cầu của tín đồ muốn tìm hiểu và nâng cao kiến thức về tôn chỉ giáo lý học Phật tu nhân của Đức Huỳnh Giáo Chủ và tìm hiểu giáo lý giáo luật lễ nghi của đạo để tu học. Được sự thống nhất của ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, hôm nay ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Thịnh Mỹ long trọng tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Đó là lý do của buổi thuyết giảng hôm nay.
giới thiệu thành phần tham dự. Chúng tôi xét thấy chính quyền địa phương không có mặt nên chúng tôi xin thông qua đến tham dự buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Về phía Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo có các vị giáo lý viên. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phan Chí Tâm, giáo lý viên Ban Phổ truyền Giáo lý Ban sự Trung ương, phụ trách chương trình thuyết giảng hôm nay, cùng các vị cùng đi. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Nhân Phát, giáo lý viên Ban sự Phổ truyền Giáo lý Trung ương, nguyên phó ban xã Thanh Mỹ. Về phía Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Thành Mỹ, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Minh Phước, phó trưởng ban. Đến tham dự trong buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay, ban tổ chức còn được hân hạnh đón tiếp các vị đại diện Ban Trị sự liên xã, các nhà mạnh thường quân. Các ban tổ chức còn được vinh dự đón tiếp các vị chân tu tâm đạo, các nhân sĩ trí thức, các tín đồ tiêu biểu và đông đảo bà con trong và ngoài xã đến tham dự. Xin nhiệt liệt hoan nghênh chung. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời quý quan khách cùng chư đồng đạo đứng lên để chúng ta làm lễ nghi thức tôn giáo. Kính mời hướng về lễ đài trang nghiêm kính lễ Đức Phật. Kính dạ thôi, kính mời hướng về chân dung Đức Thầy kính lễ. Kính dạ thưa thôi, kính mời chư vị đồng an tọa. Kính thưa quý quan khách và toàn thể chư đồng đạo, để mở đầu chương trình nội thuyết giảng giáo lý hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, kính mời ông Trần Minh Phước, phó trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo xã Thạnh Mỹ lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, đại diện chánh đảng, chánh quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành địa phương các cấp. Kính thưa quý vị quan khách và chư quý đồng đạo kính mến. Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm dưới mái đạo tràng nơi diễn ra buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, trước tiên tôi xin thay mặt ban tổ chức trân trọng kính đến quý vị lời chúc mừng nồng nhiệt nhất và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 21 tháng 9 năm Nhâm Dần, được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ và sự thống nhất của Ban Phổ truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Thạnh Mỹ tổ chức chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo nhằm xiển dương chánh pháp của Đức Quỳnh Giáo Chủ để đáp ứng nhu cầu tu học của bà con và đồng thời góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc. Kính thưa quý vị, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ai cũng hiểu trong Tam Bảo thì Pháp Bảo được liệt vào hàng tối quan trọng đứng thứ hai sau Phật Bảo. Pháp có phổ truyền thì nền đạo mới được tồn tại và phát khai rực rỡ. Nhờ đó có người mới nhận thức được thiện ác đúng sai để trao sửa nhân tâm, cải ác tùng thiện, đoàn kết đạo đời, giữ vững niềm tin, lần bước trên con đường đạo đức. Với ý nghĩa và tính chất quan trọng như thế, có thể nói rằng việc truyền bá giáo lý là một nhu cầu tất yếu, khách quan, đồng thời đó là nhiệm vụ thiêng liêng của mọi tín đồ phải có ý thức chăm lo dung quen. Đức Thầy cho biết phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái của Đức Phật được gieo gài khắp nơi nơi trong ba tánh, như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật.
và của tiền nhân để lại và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Chúng tôi tin rằng nguồn pháp bảo của tổ thầy sẽ được linh kiện vào mảnh đất tâm của mọi đồng đạo chúng ta, giúp cho tâm Bồ Đề được sanh soi nảy nở, để mọi người sẽ nhận rằng bổn phận con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình, để giữ vững niềm tin và vững bước trên con đường đạo hạnh thanh cao của Phật pháp. Hay là nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ hình danh công đức Phật từ bi vô lượng. Và mình đã gặp con thuyền bát nhã, có lý nào ích kỷ tu thân, Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài giáng sức ra công hoằng quá. Đến đây chúng tôi long trọng tuyên bố khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo tại nhà ông Nguyễn Văn Thời, ấp Lân với một xã Thạnh Mỹ. Xin trân trọng kính chào. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn ông Trần Minh Phước đã có đôi lời khai mạc thì xong. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng đạo Võ Văn Măng đến đây để đọc lại bài sứ mạng của Đức Thầy. Xin trân trọng kính mời ông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thay lời tựa sứ mạng Đức Thầy, ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm, lòng mê si đã diệt, sự vị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước chùa dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi nhuận ân đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi, hiềm gì nổi cảnh quốc phá gia vong, mấy quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ vướng cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ, mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, dòng thân dị quốc, huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, ngao du tứ hải dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo. Muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần, đặng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa, Phật Dương đà chỉ rõ, mái diệu quyền chuyển lập hội long hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả, để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang.
Thiên Tào Đà xét định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ nguyên này say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Luật trời đã trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi, cùng các vị chơn tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến long hoa chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư, tu hành mau đắc quả. Sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương khuấy rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liệu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trở tế nhân dân. Vì thế lòng từ bi bác ái, cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp, giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5, năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp, mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có về đâu, chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra trở thế. Nên phương pháp của ta, tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh, mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàm tay. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng đức thầy mới tá hiệu cùng điên, mượn bút bực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết. Hầu ăn năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tỉnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lan xa thống trị, phép nước kim hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp, ta cũng hy sinh vì đạo nào quản sát thân. Kiếp chót này đây há lại tiếc chi thân phàm tục, song vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình. Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 Nhâm Ngũ 1942. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Võ Văn Mang đã đọc bài Sức Mạng của Đức Thầy vừa xong. Kính thưa quý quan khách cùng chùm đạo, tiếp tục chương trình là diễn âm một đoạn sấm giảng của Đức Thầy trong quyển 3. Quyển này Đức Thầy viết tại làng Hòa Hảo năm Kỷ Mão 1939, dài 612 câu. Khởi đầu bằng câu ngồi trên đỉnh núi Liên Đài và chấm dứt bảy câu chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đọc giảng viên Quỳnh Thị Kim Luân đến thành lòng diễn âm. Xin trân trọng kính mời. Để anh chơi đi anh. Nam Mô A Di Đà Phật. Ma tu tình
chẳng lo niềm Phật nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo dày thầy cho sống. Tu cầu chấm dứt cái chương trình thuyết giảng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Minh Phước đến đây có đôi lời đáp từ cùng chư quý đồng đạo. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách và chư quý đồng đạo kính mến, chương trình thuyết giảng Giáo lý Phật giáo Hòa Hảo diễn tiến hơn một giờ do giáo lý viên Phan Chí Tâm đảm trách. Quý vị giáo lý viên đã đem sở học của mình triển khai nội dung đề tài một cách mạch lạc để làm sáng tỏ tính nhân dân trong giáo lý chân truyền mà Đức Tôn Sư đã dài công văn hóa, giúp chúng ta thấu hiểu hơn giáo lý, giáo lực, lễ nghi của Phật giáo Hòa Hảo và đường hướng hành đạo vì đạo pháp, vì dân tộc trong truyền thống Phật giáo Hòa Hảo. Chúng ta vui mừng trước những sự thành tựu phát triển của đất nước về kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững, đời sống của nhân dân ngày được sáng lên. Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý quan khách, đại diện đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý và đến tham dự buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay để làm tăng thêm phần lớn trọng cho chương trình buổi thuyết giảng cũng được thành công tốt đẹp. Chân thành cảm ơn quý đồng đạo đến tham dự, sự có mặt của quý vị để thể hiện tinh thần đoàn kết, thương yêu nhau lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức như lời Đức Thầy chỉ dạy. Xin chân thành cảm ơn gia đình ông Nguyễn Văn Thời do mượn mặt bằng để ban tổ chức có điều kiện thực hiện chương trình phổ truyền giáo lý thành công viên mãn.
Trước khi dứt lời, thay mặt ban tổ chức chúc kính chúc quý vị quan khách dồi dào sức khỏe và thành đạt trên nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Chúc chư quý đồng đạo dồi dào sức khỏe, thân tâm tường lạc, đạo quả dưỡng viên thành. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Trần Minh Phước đã có lời đáp từ vừa xong. Kính thưa quý vị, chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đến đây xin chấm dứt. Trước khi giám chức chương trình, chúng tôi có làm lễ nghi thức tôn giáo. Kính mời chư quý vị đứng lên để làm lễ nghi thức. Kính mời hướng về đại đài trang nghiêm kính lễ Đức Phật kính. Dạ thôi. Kính mời hướng về chân dung Đức Thầy kính lễ kính. Dạ thưa thôi.